Sau một mùa hè nóng kỷ lục thì có vẻ như là châu Âu lại tiếp tục đón nhận một mùa đông vô cùng khắc nghiệt, không kém. Nhiều quốc gia thì đã đón nhận những đợt tuyết đầu mùa. Và bên cạnh vẻ đẹp khó cưỡng của việc là tuyết rơi dày, thì nước Đức, nền kinh tế đầu tàu châu lục cũng đang phải hứng chịu những gián đoạn khá nghiêm trọng do hiện tượng thời tiết này gây ra. Với nhiều người dân thành phố Munich, tuyết rơi dày và trắng xóa khiến họ thích thú. Nhưng với hàng nghìn hành khách tại sân bay Munich, cảnh tuyết rơi khiến họ tuyệt vọng, vì rất nhiều các chuyến bay đã bị hoãn hủy. Trước đó, để đến được sân bay, các vị khách này cũng đã phải trải qua một hành trình rất mệt mỏi. Chúng tôi phải dùng xẻng xúc tuyết trong sân mới có thể đến được xe ô tô của mình. Khi trung chuyển giữa các nhà ga sân bay, chúng tôi lại phải gọi taxi vì tuyết rơi dày khiến xe buýt ngừng hoạt động. Giờ thì chuyến bay bị hủy, chúng tôi mắc kẹt ở đây. Sân bay Munich, sân bay quốc tế lớn thứ 7 thế giới, không phải là nơi duy nhất đau đầu vì bão tuyết. Nhà ga tàu hỏa trung tâm Munich cũng chứng kiến hàng nghìn vị khách ngán ngẩm chờ đợi, vì cũng khó có thể tìm được phương tiện di chuyển nào khác khi các tuyến tàu đã bị đình trệ. Trận tuyết đầu mùa dày đặc nhất trong vòng vài năm trở lại đây đang khiến những tuyến đường giao thông quan trọng của miền Nam nước Đức gần như tê liệt. Những quốc gia lân cận như Áo, Cộng hòa Séc và Thụy Sĩ cũng chung tình cảnh. Hàng chục các xe tải chở hàng nằm lặng im trên các con đường cao tốc. Những hình ảnh này khiến người ta nhớ đến mùa đông năm ngoái. Một trận bão tuyết dữ dội đã khiến hàng triệu người Mỹ bị ảnh hưởng về mặt đi lại. Các kế hoạch du lịch thăm thân lúc đó đều bị hoãn hủy. Càng gần Giáng sinh thì bão tuyết càng gây thiệt hại kinh tế nhiều hơn. Bão tuyết không chỉ ảnh hưởng tới kế hoạch di chuyển của hàng triệu người, mà còn khiến vận tải hàng hóa bị đình trệ. Thiệt hại kinh tế có thể lên tới con số tỷ đô la Mỹ. Hiện tại dù chưa tới Giáng sinh, nhưng những cơn bão tuyết kỷ lục này đang khiến rất nhiều sân bay lớn tê liệt. Ngoài Munich, còn có sân bay Amsterdam, Glasgow hay London. Nhiều chuyên gia khí tượng học dự đoán đây sẽ là khởi đầu mùa đông lạnh lẽo nhất mà châu Âu trải qua trong vòng 13 năm qua.